Quên. Quên. Để mấy con nó lại coi coi. Mình thích không? À, con thích nhỏ hơn. Thích nhỏ hơn. Ờ, 25 đô cả nhà. Tấu nghĩa này. Bự. Cái nhỏ 6 đô mấy hả Quỳnh? Ờ, 7. 7 à? 7 đô là. Cái này 25 đô con này. Mình thích hả? Nói. Yeah. Con thích. Nó con thích. Phải giặt đi. Thấy em giặt. Giặt xong rồi sạch ra ôm. Tự ti dữ lắm. Mở cái đó ra rồi đem đi giặt đi. Mở cái không có hư. Chị nó để giặt nô mơ cho mới giặt được. Đem đi giặt đi. Rồi lấy xà bông. Lấy xà bông. Để cho máy giặt rồi quýnh bấm. Quýnh bấm start rồi quýnh bệ để hấp ở khắp cái xà bông để vô đi rồi bấm điện ở trên ăn ổi ổi nó phải nha bấm điện nó điện trên rồi lấy xà bông nó mới giặt vậy bên kia nó bự quá ha kể đi nhanh lên để đây nè để nó đẹp tiêu quá cũng nên hấp được hả nó ăn được hả bây giờ cho Vinh giặt rồi enough rồi để xuống đó đi để đó đi bỏ đây để mình có cái soft nó ở trong đâu nhỉ thôi em để nó để vô đó đi đậy lại Rainbow. Nó sạch sẽ. Nãy mình mua ổi nữa coi. Mua ổi này là ổi ruột hồng. Ở Việt Nam 1 ký chứ gì 6 đô. Mà nãy mình mua có 5 đô 8 là tại vì nó không đủ 1 ký. Ký 6 đô. Việt Nam cái ghê. Ký 20 mấy ngàn. Đây 6 đô 1 ký. 6 đô là có 100 ngàn tiền Việt có cái ngàn. Ký ổi 100 ngàn tiền Việt. Kéo này mua kéo thì xài tức lắm kia nè. Kéo dễ lắm. Mình mở hả Quỳnh? Không có, mở này được nè. Thôi kéo. Ở đây là ổi ruột đỏ. Mua ở gần cái DLC bên đường. Cái DLC cái bên trên DLC nó không có bán đâu. DLC bán là ổi của Indonesia có. Mà này ổi này ổi Việt Nam. Hiếm lắm mấy con. Này hàng hiếm nha. Mình đi lâu lâu mới thấy. Mình thấy hai bữa nay là bà nó có bán. Mấy bữa trước bà bán là cái có mới ở cũ. Hôm nay mình ăn không có giòn cả nhà thích.
giống như nó cái chóc nó ruột nó mềm mềm, ở cái da nó cũng mình bóp thì nó cứng nha, nhưng mà mình ăn không có cứng, tức lắm. Không có hái trên cây liền nó ngon. Nè, mình bóp gì cho nó cứng ha, nhưng mà mình ăn này nó không có cứng nha cả nhà. Nó thử cái trái này, mình bóp thì nó thấy nó cứng lắm nha, ăn thì nó lại mềm mềm tức lắm. Nhớ hết đi. Như vậy như vậy. Ổi này nè. Hồi xưa ở vườn nhà má mình có một cây ổi nhỏ, cây ổi ruột trắng, ổi ruột trắng, ổi ruột đỏ. Ổi ruột đỏ thì nó lại cây của nó ăn nó gần lúc cái trồng gần cái hầm cầu á, mình sợ mình không dám mang cả nhà, rồi đốn cái cây nó bỏ, nó ruột đỏ. Nó không ngon, nó ăn nó cũng được chứ không có quá ngon. Sao mà hiếm lắm, cái hàng này hàng hiếm như thế này. Không phải đâu, lúc nào cũng có đây nha. Chất rửa muối ăn nó mạnh miệng, tại vì người ta từ bên Việt Nam đem qua này. Nó dơ, mình rửa muối cho nó sạch. Cái trái này nó hơi cũ, bỏ qua tới đây nó cũ rồi cái này, cho dù mới của người ta chứ cũ. Thành cũ quá tái sinh. Chẻ ra hai trái mang sang bên mềm, nó giòn là trên cây bẻ xuống cây. Ổi này ăn sao nó không giòn anh ơi. Xíu hả Ti? Ừ. Lấy vào chứ. Đi vào ly không? Một xíu ở xong. Cô xem cha su xong. Xả xe lại hạp sơ. Cha su xong xả xe lại. Lấy cơ. Cô chàng cha su xong. Xả xe lại kinh hạp sơ. Đã khai. Nếu mèo nó chỉ dùng đúng rồi, dù nó phang chế bên nó quăng chì à, nó xuống nó bị chì xuống tôi tiền. Ok đến đây chị quay bên chị bao sao, ừ bao sao, à bao sao chị
ăn đi. Ê, nạ tao lại. Nạ chứ tao. Ăn nha cả nhà. Quanh tay ngay đi. Ê nè cả nhà, cái ruột nó đỏ gì nè. Sư ra đi. Quỳnh ăn đi Quỳnh. Mà các bạn ăn ổi nha. Ổi này ổi Việt Nam. Ổi Việt Nam đây. Ra coi cha đi làm hay vậy Quỳnh? Cha ăn ổi. Quá trời ngon cả nhà. Đây. Quá trời ngon. Trái này giòn nè cả nhà. Đây mình cho cả nhà xem cái ổi. Cái sao đậu xin nha. Ai có mua đi là Serangoon nha, ngay chỗ Induce cái bên chấm muối ăn. Muối này muối của gì đó. Tây Ninh. Mời các bạn ăn nha. Ăn được. Quá ngon. Cái gì lạnh quạt bà Quỳnh, trái này giòn ngon Quỳnh. Thích hả? Có mềm nữa hả? Hay là muối nữa nha. Này muối tiêu nè. Muối tiêu để ớt, ớt xay. Còn này là ớt. Ớt Tây Ninh. Muối ớt Tây Ninh. Ghê quá mọi người. Cái này chứ cơ hậu chưa? Không ạ. Xin lấy hả? Mưa cả nhà. Chấm muối ăn ngon. Ra ngoài con mưa, chín mưa. Quên, lấm máu lên đó. Nha. Chiến hả? Chỉnh luôn cái nè. Mới 6 giờ 10 à? Thank you.